anh đến với em, thời gian đã hết ngưng đọng. Trẻ con, đá bóng ở đầu phố. Trẻ con, đá bóng trên hè phố. Lớn lên sẽ trở thành những thằng ngố. Chết, không phải lại đá vào người. Chết rồi đấy. Anh chuyển cho em. Này bọn trẻ con, học sinh trường nào? Ai cho đá bóng trên vỉa hè hả? Đây. Vâng, thầy. Thầy tôi đâu? Năm 642 à? Trời ơi! Anh thử xem còn cái gì nốc được thì anh nốc nốt đi! Kiếm trẻ bia bột! Anh phải thương mẹ con tôi chứ! Suốt ngày lấy cờ bạc mai rồi! Thưa đấy, tôi sẽ làm! Sạch thơ của tôi! Thơ cái gì? Suốt ngày thơ mới thật! Tôi bị ô tô đâm! Tôi không hề uống một chút rượu nào cả, nhớ chưa? Trời ơi! Tuần trước thì ông bảo là xe máy đâm ông, tuần này thì ông lại bảo ô tô đâm ông. Không có lẽ tuần sau nữa là chắc là tàu hỏa với này máy bay nó chết ông nữa chắc. Này, vui cái mồm mà đi nhá. Vui cái gì? Này nhá, con run xéo mãi cũng quằn. Quằn thì làm sao? Vợ mà áp bức. Mình nằm xuống luôn. Cứ nằm đây bán vạ đi. Nhá. Đúng chưa? Vợ sao? Không cần xem nữa. Cho vợ xem tí nào. Có đúng nói đâm ông không? Không đâm thì ai đâm? Hả? Này! Hả? Thế sao mày không nói trước? Có kịp nói đâu, về nhà thì cứ xé rồi. Thôi chết rồi. Chết làm sao? Tôi chết đâu mà chết rồi. Không. Cái gì? Tuần trước em đi lễ. Hả? Ông thầy phán rằng tháng này mình bị hạn rất nặng. Hả? Mà em quên đi mất. Thôi được rồi, để em đi sửa lễ tạ. Ủa này. Gì? Tôi bị ô tô đâm, tí nữa thì chết. Xây xước hết cả người ngậm, tại sao mà phải lễ tạ? Ôi, mình buồn cười, mình chả hiểu cái gì cả. Đáng lẽ là mình toi mạng rồi, hiểu chưa? Thế nhưng vì thần đường, thần linh, thần đất ở đấy, người ta đại xá cho, người ta cứu mình. Chính vì thế mình không toi mà chỉ bị xây xác nhẹ thôi. Thế... nên em phải sửa lễ ra để lễ tạ. Thế nhưng mà lễ tạ ở đâu? Chính chỗ đấy. Dạ con xin tấu lại các quan thanh tra giao thông. Dạ con thầy thần tài, thần đất, thần rớt, thần sông, thần suối. Dạ thần rong, thần rớt, thần dại, thần dại. Chị có rớt rãi gì ở đấy? Sợ như thừa của nó thiếu, vãi đi nhanh lên. Mà thôi. Cái mồm bà nó cứ láu như cái thuyền sáu chèo ấy. Ai mà theo kịp? Ai bị tai nạn? Tôi bị tai nạn, để đây tôi khấn. Rồi khấn đi. Con xin lạy thần sông, thần biển và kính thưa thần núi, thần mây, thần cây, thần cỏ, thần hoa, thần vỉa hè, thần lòng đường, thần KCBT 9325565. Này, KCBT là cái gì đấy? Này, kia đây có cả số điện thoại của thần đấy. Okay. KCBT, ôi giời ơi, đấy là khoan cắt bê tông người ta quảng cáo ở trên tường, không phải khấn. Gõ một cái số đâu thế? Dạ con lạy thần thần A Li En Ca. Li En Ca là cái gì đấy? Này, bà không có mắt à? Ra đây. Cái gì đây? Này, còn có cả ảnh của thần đây, nhìn chưa? Này, ông còn đang khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi chả hiểu ông học hành như thế nào cả. Đây là trẻ con nó viết bậy lên tường, có thế mà cũng phải khấn à? Không phải khấn cái mục này. Ra đây. Từ từ nào, chân người ta còn đang đọc. Ngồi xuống đây, nhanh lên. Dạ, con xin tấu lệnh các ngài, hôm nay con báo cáo với các ngài. Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm Giáp Thân. Chồng con là Quách Văn Toàn, 46 tuổi. Dạ, xin các ngài, chồng con đi qua ngã tư này bị một thằng nó đi ô tô, nó đâm thẳng vào chồng con. Dạ, vì thế hôm nay lòng thành lễ mọn, chúng con mang lễ sang đây sửa lễ để xin các ngài chỉ mặt chỉ tên cho cái thằng nó. Không cần phải các ngài chỉ mặt, con đã có địa chỉ cụ thể của nó. Dạ, đúng rồi, đấy ạ, địa chỉ đâu? Địa chỉ của nó đây. Dạ. Xe gì 5642 đi nhanh phanh gấp đâm vào người ông. Dạ thưa các ngài, chính cái thằng này nó đã đâm vào chồng con rồi, nó bỏ chạy. Đây địa chỉ của nó đây. Xin các ngài cho con của đền của người đền của. Ôi giời ơi, chắc bốn có mắt như mù đấy. Thì thế đấy. Dạ con cũng xin các ngài xin phù hộ cho con cái thằng vừa rồi đấy. Dạ. Nó cũng của đền dạ, của máu người đền máu. Máu đền thu máu. Phải trả thù. Dạ. Chỗ này à? À, cái gì đấy? Nhờ cái ông ơi. Nhờ thế nào? Này, tôi đến trước nhé. Thời buổi giờ văn minh, đi rửa xe cắt tóc của người xếp hàng. Ai đến trước? Chỗ này chỗ của ông bà đấy à? Còn rộng. Này, thế cô chú cũng đi lễ đấy à? Dạ vâng ạ. Chồng em hôm qua quẹt phải người ta. Mà khổ lắm cơ. Sáng vừa mua được cái bằng, chiều dám nhảy lên ô tô lái. Thế mới liền chứ. Ít mồm thôi. Xin chào. Ừ. Hả? Mua xe á?
Này, thế đã mua được bằng chưa mà đòi mua ô tô hả? Dẹp cái điện thoại đi. Đúng là cái nợ đời. Thế thôi nhá. Bảo là bỏ ra mấy ngày học lái xe cho nó chắc. Đằng này thì chỉ có cái thích cờ bạc mới là tá lả suốt ngày thôi. Gì đấy? Đúng thằng này rồi. Cái gì đấy? Thằng mất dạy. Thằng mất dạy nhá. Thằng mất dạy đâu đấy? Làm sao? Thằng này, ông bỏ ra. Thằng này nó xô vào tôi hôm qua, nó bỏ chạy. Chính xác không? Chính xác không? Đưa lên xe nào. Đây, số xe đâu xe nào? Đi. 5642. Đúng chưa? 5642. Đúng rồi. Ôi trời ơi, cái thằng khốn nạn bây giờ mới bay này. Thằng khốn nạn mày dây án mạng mày bỏ chạy phải không? Bỏ chạy đâu mà. Bỏ ra. Thằng này trông tao nhá, trông đây. Khổ lắm, khổ lắm. Khổ cái gì? Hai bác cứ bình tĩnh. Số mà người ta phải bồi thường còn xì xì cái gì? Quá những cái gì thì cứ bình tĩnh giải quyết với nhau gì cứ chồn lên thế. Tôi bây giờ tôi chỉ yêu cầu bồi thường tôi thôi. Bồi thường thì bồi thường. Bồi thường được rồi. Bao nhiêu thì sẽ phải bồi thường tôi là yên tâm không sợ hố. Bồi thường tôi 30 triệu. 30 triệu? Cái gì? Tôi mua cái bằng cho chồng tôi hết có 5 triệu nhá. Mà này chỉ có một cái tí như thế này mà đền như 30 triệu. Điên à? Điên này, này. Tí 5 triệu mà chị lại ví với một thân thể hoành tráng như chồng tôi thế này. Luôn người lên đâu? Này, 30 triệu là còn là rẻ đấy. Tôi nói với ông tính như ông làm cái gì hết 30 triệu này. Riêng cái xe đạp hỏng là phải mang ra hiệu sửa. Chính xác. Này, cái xe đạp ghẻ của ông nhá, tôi cho căng tay 1 triệu. Xong xanh. Cho nào, 1 triệu. Còn 29 triệu ông đắp vào đâu? 29 triệu. Vào bệnh viện nội ngoại khoa. Nhá. Đúng. Thử máu, thử nước tiểu, thử đo cân nặng chiều cao. Chụp cắt lớp. Đúng rồi, còn chụp cắt lớp. Nặng nhất là chụp cắt lớp. Não rồi, này, não bộ đây nhá. Này còn cái gì nữa nào? Tâm thần bị hoảng loạn. Đúng rồi. Tâm thần hoảng loạn thì phải vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Đúng rồi. Mà viện phí của bệnh viện tâm thần vô giá. Vô giá. Không tính được. Nói tóm lại là phải đền 30 triệu là rẻ. 30 triệu nhá. Nói gì thì nói. Vợ chồng em cũng là thuộc loại tử tế, nhưng không phải là cái loại tử tế là thế nào? Bọn vợ chồng em cũng rất biết điều chứ không phải là không. Điều thì bác nhìn đây này. Đây này. Sắm đầy đủ cho các bác chứ không phải là không nhá. Đây này. Sắm cả sơ mi cho bác đúng cỡ luôn nhá. Đây này. Còn lên đời cho bác từ xe đạp sang xe Dream nhá. Đây cả nhà cho bác. Đây cả nhà nữa. Đây này. Vợ em còn chu đáo nhá. Mua hẳn cho bác gái một đôi hài nhá. Rất vừa chân nhá. Tưởng là bác chết rồi. Này. Thôi cái mồm anh chị. Thôi cái mồm nhà anh chị nhá. Quá thì thế mới nói là bọn em tưởng. Tưởng hả? Tưởng thế nào? Nói đi thì phải nói lại nhá. Nói lại thế nào? Hôm đấy là bác cũng sai. Tôi mà lại sai á? Em đang đèn xanh nhá. Em va phải bác nhá. Chứng tỏ là bác vượt đèn đỏ. Ôi này. Thế là sai rồi. Này đừng có nói tôi vượt nhá. Tôi thử hỏi mọi người ở đây. Tôi đi xe đạp thì tôi vượt được ai? Đúng rồi. Bác vượt đèn đỏ. Tôi không biết. Bây giờ ô tô xô vẩy xe đạp, ô tô nhiều tiền phải đền. Luật ở đâu ra mà thế? Này luật ở đây đấy. Này nhá, nếu như hai bác thích nói đến luật nhá, em lại nói cho các bác nghe nhá. Được rồi. Tuần trước em lên Hòa Bình, luật ở trên đấy là gì? Va vào nhau, bên nào chết, bên kia phải đền. Hôm đấy em va phải một con trâu không chết, xe em chết máy, con trâu phải đền. Luật đấy thì là luật rừng. Luật rừng em không cần biết luật gì cả nhá. Em chỉ biết rằng là tôi cũng không cần biết luật gì cả. Đúng. Anh va và tôi ở đây, anh phải đền ở đây. Tóm lại thế thôi. 30 triệu.